Kệ bán kệ. Mua cái đó anh thử cái con này cái gì nó cũng biết Việt Nam anh con đủ cho nó. Trái trời con còn không biết nữa. Trái trái gì á? Được. Nhưng mà lạ quá con chưa biết ăn đó. Lần đầu tiên cô ở Mỹ về đi chợ miền Tây. Rồi đi, sẵn đi chợ hôm nay cái nữa đi là rồi.
Tao này. Đi. Xài. Sống trong nước rồi này. Dạ, hồi nãy là cốc. Chưa. Đó thầy là đang mua đồ bổi, đang bỏ vô canh chua nè. Con cá gì lạ mẹ, con cá lau kia, cá lau kia mà dĩ dĩ thấy con cá nó kỳ kỳ. Ở ngoài nó không có đâu, không có đi ra nhìn nhìn tay đi qua. Cô nói lần đầu tiên ở là lâu rồi chứ, lâu rồi mới ăn lại canh chua cá đồng. Lâu rất mấy chục năm rồi à. Ba mấy năm. Cây là ăn ngọt ngọt. Ba mươi mặn mặn vậy. 31 năm. 31 năm rồi. Canh chua ăn vậy mới ngon á chị. Không canh ăn chua cá đồng mới ngon. Từ ngoài là người ta ăn lợ lợ không mà chứ không phải như trong đây ăn ngọt ngọt. Em lại ăn vậy á. 31 năm. Bây giờ nếu mà không thì được. Không em canh chua món cá đồng này là 31 năm. Bắt buộc phải có cục ngọt. Bây giờ là 31 năm. Ở đây là ăn chua. Nó cá đồng ngọt ngọt. Sống bắt lên nấu chứ không có mặn. Với không hơi chua quá. Ăn được không đi xà? Được. Không biết đường chắc lại luôn thấy không? Được có chữ được thôi à. Biết ăn cá luôn ta. Ăn cá hay thịt bò? Thịt bò. Nè ăn cái con này nè. Chicken. Không. Ta làm cái này cho ăn nè. Ngon nè. Ăn thử không? Ăn thử không? Ăn thử đi cho biết. Một cái chicken đi. Ăn đi con. Nè. Cắt đây tôi lại, tôi chịu mang nữa. No, chán ăn. Rồi chán là tôi ăn một miếng bánh mì.